bộ của anh đấy. chị nhé em nhé. À, cao ga lô nhá, ngựa bạch đánh. Đúng nha, đây dụng cụ. Đây, làm như thế đấy, quay ra. Đây dụng cụ đánh xương đây. Đấy. Luôn nhá, máy này quay chụp sạch luôn. Đấy. Cái tiếp đi. Đây là cô chủ đặt nấu cao đây nhá, công nghệ nhá. Đấy. Cô xuống tận đây cô đặt một bộ xương để nấu tại nhà luôn. Mai sẽ được cao và cô sẽ đánh cao. Cô đang đứng đây để giám sát thi công. Lôi 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 cái son gì vậy? Lôi son gì vậy? Nồi đang đun đi nhá. Đây nồi đang đun. Đây sẽ lọc thịt với xương, đánh sạch sẽ cho nó áp suất nhá. Rồi sạch sẽ luôn nhá. Đây. Trong veo luôn. Đấy, với xương trong sạch. Đây. Đây. Đây xương nhá. Xương sạch bong rồi nhá. Đây. Đấy. Với xương hết. Bong hết đây nhá. Đây. Đấy, sạch còn xương thân. Xuất nhé. Đây. Vâng nha, đây là đang sản xuất đầu tiên nhá. Và đây là qua tuyết lọc nhá các bạn nhá. Đây, đấy, qua tuyết lọc đây. Đang sản xuất đầu tiên nhá. Đấy, đấy mà thau nước này đầy. Đấy, đấy đã hết hết mỡ. Vàng mỡ trên đỉnh này, mực thau hơn mỡ nhá. Đây. Hơn mỡ đây. Đồng cành nhá, hình nước nhá, và cạn này là được, là nước này cho ra nhá, trong nồi cho ra nhá. Đấy. Vâng, tiếp theo nhá, đây là nước 3 nhá. Đấy. Bạn cạn gần hết rồi nhá. Đây nước 2 trong nồi đây nhá. Vâng. Đấy. Bạn nhìn rông. Đấy, nước 2, nước 1, nước 2 cạn, còn cái này nữa, đây nước 3 đây. Ở đây nồi áp suất đây nhá, đã ra hết rồi nhá. Mỗi xương không rồi. Đây xương nhá, mềm hết rồi. Có nhiều bạn mà nó xương nó mủn nha, mục như không nhá, thì chất trong xương ra nhá. Đây xương đây trong tinh luôn, còn mỗi xương không. Đây, máy đảo nhá. Đấy, cứ này là nó cạn là thành cao nhá. Vâng, xin chào bạn nhá. Đây là đã được đăng cô gần được rồi nhá, sắp một thời gian nữa được như thế này nhá. Máy nó quay nhá. Đây. Giờ không đứng tay nữa rồi. Đứng đây nhá, sắp được đổ nhá. Đây. Đấy. Cao bạch nhá. Đấy. Đây nhá, đổ nhá. Xêu lên là đổ. Trời tối, hơi tối tí nha các bạn. Hôm nay nhá, đã là vào khuôn và đang xoa xoa đập đập thẳng sân bay Nội Bài nhá. Đây là trắng chảo nhá. Đấy. Sau khi đã đã rượu đây đổ vào. Đấy, trắng chảo, ngon chưa? Trắng chảo này cực mèo luôn nhá. Cho rượu rồi. Đấy, nhìn thấy à? Uống biết ngay thử. Vâng, khâu cuối cùng là khâu cắt cao nhá, thành phẩm, ra thành phẩm nhá. Đấy, con ngựa hôm qua đây. Ra thành phẩm mê cao đây. Đây. Đấy, một mê thẳng đét. Xoay gương được nhá.
Ngon không? Cực ngon luôn nhá. Một lúc nữa là ra thành khuôn, à, thành viên luôn nhá. Cắt đầu, cắt nhá. Đấy, nhìn nào. Qua thịt này ấy đi. Đang nấu cao hay dần. Bỏ cắt rồi. Đó, cũng nấu cao. Như viên bánh ấy. Đấy, xong chưa? Vuông đét. Như viên gạch luôn nhá. Đây, đúng tiêu chuẩn luôn. Cân thử luôn. 100%. Vâng nha, đã loát được 80% nha. Đây, đấy, sắp hết miếng rồi nhá. Đấy, đang gói nhá. Và đây là ông chủ gói. Đấy, đây miếng cao nhá. Bạn nhìn đi, vuông thành sắc cạnh như hộp diêm luôn nhá. Đây nhá. Đấy, thấy chưa, ngon, cực đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn nha, quay gần các bạn xem nhé. Thấy chưa? Đây, cực chất, cực lì luôn. Căng của bạch. Đấy, hôm qua thì đấy nhá, các bạn nhìn đấy, hôm qua chọc tiết đấy. Nay ra miếng cao này chưa? Đấy, sàn sàn luôn. Đấy, tuyệt của mèo. Đây là gói rồi nhá. Chỗ này chưa gói. À, tôi gói xong tôi đã quay tiếp các bạn xem nhá. Hành trình gói cao. Đấy, đây anh gói cao rồi nhá. Đây, xếp gói, gói xếp. Chào các bạn nhá. Đấy, ok các bạn nhá, thì bên mình vừa sáng hôm qua thì một em gỡ bạch để phục vụ cao gỡ bạch cho các bạn nhé. Đây, cao gỡ bạch hôm nay đã hoàn thành miếng và thành cao đây, rất vàng nhá. Đây là màu vàng chanh các bạn nhé. Đấy, đây là màu vàng chanh các bạn nhé. Mỗi miếng này là có tỷ lệ là 1 lạng nhé, là 100g đấy. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu gỡ bạch và bổ sung sức khỏe cho trẻ em, người già, người trung tuổi, tóm lại là lứa tuổi nào cũng dùng được các bạn nhé. Để cung cấp canxi, hỗ trợ đường tiêu hóa, hệ thần kinh. Đấy, rất tốt luôn nhé các bạn nhé. Cao gỡ bạch là cao gỡ gia truyền các bạn nhé. Đấy, đây là gói sắp xong các bạn nhé. Đấy, thì ok các bạn mà yêu quý kênh thì cho mình xin một like nhé. Các bạn là cho mình xin một like đi. Một đăng ký và một chia sẻ video nhé, để cho bà con biết nhiều đến cao ngựa bạch hơn. Đấy, cao ngựa bạch gia truyền của mình nhé. Anh chị em nào muốn đặt sản phẩm hoặc là mua trực tiếp sản phẩm thì gọi qua số điện thoại mình để hết dưới phần mô tả nhé, hoặc đường link. Đấy, đường link sản phẩm mình để hết dưới phần mô tả nhé. Thì ok, quá trình hoàn thiện video nấu cạn từ lúc thịt gỡ hôm qua em gỡ bạch em thì, thịt được trên 70kg các bạn nhé. À, trắng đẹp. Bạn ơi, đây nào. Các bạn yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đấy, và các bạn đặt cao cứ alo nhá, với số điện thoại mình đặt trên phần mô tả nhá. Đấy, cao hỗ trợ sức khỏe các trẻ em và người già, xương cốt. Đấy, cao nhất, cao ngựa bạch nguyên chất nhá. Ok, xin chào các bạn nhá. Các bạn hãy đăng ký kênh cho mình nhá, cho mình làm chia sẻ và đăng ký. Mình kết thúc video ở đây nhá. Vâng, ok, xin chào các bạn.